Rồi, xin kính chào quý vị và các bạn. Mình là Quang Lê TV sẽ cùng trò chuyện với anh thạc sĩ Michael Tam Nguyễn về vấn đề rằng có nên mua một mảnh đất, một cái bất động sản bự, sau đó là mình phân lô ra mình bán, hoặc là mình xây những cái nhà trên đó. Ví dụ như là thay vì một cái mảnh đất đó mà người ta xây được một cái nhà bự một hai căn thôi, mà bây giờ mình xây cho nó nhiều căn để mình bán thành 5-6 căn, thì anh Tâm có thể chia sẻ cho quý vị các bạn biết được rằng cái có nên làm điều đó ở Úc và quy trình như thế nào, và sau đó là em sẽ nói đến về cái vấn đề ở Việt Nam. Cảm ơn Quang Lê, xin chào quý vị và các bạn. Trước khi mình trả lời, mình hỏi Quang Lê đang ở đâu mà sao cây cối tùm vậy? À, em đang ở cái đất đầu tiên em mua ở Việt Nam, đất mà em mua hơn 500 mấy mét vuông, và sau đó là em có mua thêm ở phía bên đây nữa. Cái đây là cái mảnh đất kỷ niệm, mảnh đất mà lần đầu tiên em đầu tư bất động sản. Đây là mảnh đất này và em đang xây. Đây là những cái dãy nhà trọ phía sau cho thuê. Đây là 3 căn. Phía sau đây là được 2 căn, mà bên này là được hơn 6 căn bên này nữa. Nói chung là mười mấy căn ở bên ở trong cái khu vực này. Và còn những cái dãy khác nữa. Có phải cái chỗ mà Quang Lê nói, Quang Lê trồng xoài rồi ba mẹ Quang Lê trồng xoài mấy chỗ này không? Phải chỗ này không? Đúng rồi anh, qua cái cây xoài phía sau nè. Đó, 5-6 cái cây xoài phía sau, nằm phía xa kia nữa. Và sau lưng em đây là có một cái cây mít nữa. Mít nó cũng đang có 2 trái rồi. Nhưng mà xa quá chắc quý vị các bạn không thấy. Okay, em đang ngồi ngay. Thì em chia ra từng khu vực. Cái chỗ này em lại nuôi chuồng gà nữa, có chuồng gà, có hồ cá, có hồ bơi. Nói chung là làm theo kiểu giải chiến, ba em muốn làm sau đó thì làm thôi. Mà cái chính của em là em làm những cái nhà trọ, những cái khu đó là nhà trọ để nó tạo ra tiền, em sống mỗi ngày chứ, nó có cái thu nhập thụ động. Còn mà khoảng chừng còn lại em nghĩ khoảng chừng 300 mấy mét vuông đây là để chơi, để trồng cây, để ngồi chơi, để nuôi gà rồi nuôi trồng rau. Có cây như vậy thì người ta ở đó người ta cảm giác nó mát, người ta không có cảm thấy nó nóng nực. Vui lắm. Cái những dãy nhà trọ này nó sát nhau rồi, nhưng mà đây trước đây nè, đây nó có một cái căn nhà mà nó có một cái tầng, thành là giống hai cái nhà trọ vậy đó. Thì cái người thuê á, em đang cho thuê trên dưới vượt 2 triệu riêng một cái nhà hai tầng đó thôi, nhỏ thôi, khoảng mười mấy mét vuông thôi, khoảng trên 2 triệu. Thì cái người thuê đó cảm giác như đang ở trong cái biệt thự vậy đó, tại vì có hồ cá, có nước, có sân đậu ô tô luôn. Giống như là bỏ ra có 2 triệu mấy thuê được hai một tầng trệt và tầng lầu, ở giống như là nguyên cái mảnh đất này luôn vậy đó. Mà được cái là họ thân thiện, họ vui vẻ thì mình cũng thoải mái với họ thôi. Nói chung là dài lâu thôi. Yeah. Rồi cảm ơn Quang Lê chia sẻ. Bây giờ mình xin trả lời cái câu hỏi nãy của Quang Lê. Thì như thế này các bạn, ở bên Úc á, nếu mà bạn mua cái căn nhà mà khoảng trên 400 mét vuông á, thì bạn có thể là xin council, là xin giấy phép để bạn xây. Thì trước khi bạn xin giấy phép bạn xây á, thì bạn có thể phải nhờ kiến trúc sư để người ta vẽ các bạn. Kiến trúc sư người ta vẽ, bạn vẽ, và bạn tùy theo khu vực nha, đây là mình nói chung thôi nha, tùy theo khu vực nó sẽ cho xây và khu vực nó sẽ không cho xây, và đa số là nó sẽ cho xây các bạn, và các bạn coi cái zone của các bạn là cái zone gì, chỗ nào là các bạn nó là ở là cái chỗ có cho xây là bình thường á, là nó sẽ cho xây hết, nhưng mà chắc chắn á, bạn muốn chắc á, thì hãy lên hỏi council trước để chắc nha. Nếu mà bạn không hỏi council, bạn chỉ kêu người kiến trúc sư vẽ, vẽ xong rồi bạn đưa đi cho cao sổ, có khi đó là không được, hoặc là bạn muốn xây 2 tầng hay 3 tầng gì đó để bạn có nhiều phòng, nhưng mà cao sổ chỗ đó thì nó không cho thì cũng như không. Nói chung bạn phải xin ý kiến của cao sổ trước, lên gặp quốc appointment mình gặp để xin cái permit đó các bạn, cái giấy phép á. Rồi bây giờ mình quay trở lại cái câu hỏi là một căn nhà, nếu giống như căn nhà mình đang có đây là khoảng 700 mét vuông các bạn, nếu mà 700 mét vuông á thì bạn cũng có thể là chia ra không những 2 căn mà bạn có thể 3 căn hoặc là 4 căn. Và mình biết có những cái anh chị làm chung với mình đó, xây 6 căn luôn á các bạn, 6 cái townhouse xây lên để mà bán các bạn. Cái này bạn bỏ ra tiền mua một ở bên Úc này, đặc biệt là ở cái vùng Melbourne đó, ở gần cái trung tâm của cái downtown của Melbourne đó, thì giá nhà rất là cao các bạn, người ta không thể nào afford, không có thể nào mà bỏ không thể nào mà có nhiều tiền đến nỗi mà để người ta đao vô khoảng 20-30% cũng rất là cao các bạn. Các bạn cứ tưởng tượng căn nhà khoảng 500 hay là 700 gì đó, các bạn thử tưởng tượng nó 20% của 500 là đã là 100.000 rồi các bạn. Thì các bạn nghĩ là nó rất là khó để mà mua những cái căn nhà bình thường. Nên ở bên này á, những cái nhà mà những cái người mà gọi là những người builder hoặc là những người investor, những người đầu tư á, người ta thường thường á, người ta sẽ mua một cái miếng đất mà họ định trong đầu á, họ mua cái nhà đó, nhà cũ cái nào người ta cũng không quan tâm,
nhà cũ hay nhà mới họ cũng thật sự là họ không tâm, họ quan tâm nhất là miếng đất các bạn. Họ quan tâm miếng đất rồi họ nghĩ trong đầu à, ok, trong khi mình sẽ cho, mình xin council, mình xin giấy phép kinh doanh, giấy phép để mà người ta xây ở miếng đất đó thành những cái căn như vậy, thì mình sẽ cho một cái người vô người ta ở. Người ta ở thì có thể mình ký hợp đồng với họ 1 năm hoặc 2 năm hoặc là 3 năm gì đó. Thì trong khi đó đó thì mình nhờ cái người kiến trúc sư người ta vẽ. Thì trong cái thời gian mà mình chờ đợi người ta cấp phép thì khoảng 1 năm, có khi là người ta bác cái đơn của mình, rồi mình phải về mình sửa lại, sau đó cho nó hợp lý thì người ta sẽ cho mình xây. Thì cái thời gian đó thì mình cho người khác vô ở, người ta ở như vậy á, thì mình có thêm một ít tiền nữa. Thì cái tiền đó mình có thể trả đủ cho người kiến trúc sư, rồi tiền đó mình cũng có thể trả cho cái người cái council để mình xin giấy phép các bạn. Thì làm như vậy thì cái quy trình nó là như vậy các bạn. Thì nếu mà bạn làm như vậy được á, thì bạn có thể là có 2 căn, 3 căn hay 4 căn hoặc là 5 căn, 6 căn gì đó để bạn bán. Những cái người builder bên Úc như thế này, người ta sử dụng cái hình thức này để người ta kinh doanh rất là nhiều, builder hoặc là người đầu tư. Lý do đó các bạn, cái miếng đất mình, ví dụ một miếng đất vừa rồi mình với anh builder kia làm các bạn, miếng đất đó là 600.000 mua miếng đất, mà cái nhà cực kỳ cũ, nhà 80 mấy 90 năm rồi, 90 năm tuổi các bạn, gọi là vô đó ở là đi nó cọt kẹt luôn các bạn. Nghe cái tưởng tượng các bạn coi phim ma các bạn hay nghe cái đó, đi nó ọt ẹt luôn á. Rồi cửa đồ kéo ra kéo vô gì cũng kêu hết á, ván sàn cũng kêu, cửa kéo cũng kêu, nói chung cái gì nó cũng kêu á, nhưng mà vẫn người vẫn ở được các bạn, chứ không phải là không ở được. Nếu mà không ở được thì là council nó đã không cho ở rồi. Nó vẫn cho ở được, thì người ta ở trong vòng 2 năm hoặc là 3 năm tùy theo các bạn, mình nhớ là 2 năm mấy, thì người ta đập xuống người ta xây. Mà quy trình đập nhà ở bên Úc là người ta gọi demolition, nó diễn ra chỉ trong vòng 1 cho tới 1 tuần tới 2 tuần thôi, mà mình thấy mấy anh nó làm trong vòng đâu cái 5 ngày là xong hết rồi các bạn. 5 ngày là xong sạch sẽ, từ cái căn nhà người ta đập xuống rồi xong người ta dọn đi rồi xong láng ón hết, chỉ còn cái hàng rào và cái miếng đất thôi. Thì đã xong hết thì bây giờ bắt đầu mình kêu council cho phép rồi. Rồi người tới demolition cái nhà, demolish cái nhà xong rồi. Và bản vẽ thì cũng có rồi, thì mình lúc này á thì bạn chọn cái người builder để tới người ta bắt đầu build thôi các bạn. Build thì người ta build, người ta làm đường nước trước rồi xong rồi tới điện rồi tới mấy cái khung sườn rồi nó lên. Thì hôm nào mình có dịp mình đi mình sẽ chia sẻ các bạn cái cách làm. Nhưng mà cái cách này là mình thấy á, là rất là nhiều người ở bên Úc người ta làm và lợi nhuận rất là cao các bạn. Cái căn nhà như nãy mình nói với các bạn á, miếng căn nhà rất là cũ 80 mấy tuổi rồi, miếng đất khoảng 600 mét vuông mà người ta xây được 2 cái căn nhà nhỏ. Và cái giá xây 2 căn nhà nhỏ đó là nhà đó 1 tầng các bạn, mà người ta xây lên 2 căn nhà mới là 2 tầng. Thì xây 2 căn, mỗi căn người ta xây 250 là thêm 500 nữa. 500 cộng với lại 600 là 1 triệu mốt các bạn. Người ta bán mỗi căn gần 1 triệu. Gần 1 triệu các bạn. Mà bây giờ là cách đây 3 năm rồi. Bây giờ nó đã lên đến 1 triệu 2 mỗi căn rồi các bạn. Đó. Các bạn thấy cái builder nó làm một phát một thôi là nó tiền nó rất là nhiều các bạn. Tiền lợi rất là nhiều. Mà một cái rất là hay ở Úc nữa là cái ở thành phố mà Melbourne mình đang ở các bạn, có nghĩa là lượng cung á không đủ cho cái lượng cầu. Đó là lý do mà cái nhà nó chưa xây xong các bạn, mới vừa bắt đầu build cái sườn cho cái nhà thôi, chưa lên tầng 2 nữa là đã bán được 2 căn rồi các bạn. Là nghĩa chưa xong nhà mà đã bán được rồi các bạn. Thì có nghĩa là người ta đã đặt cọc cho mình luôn rồi, mà mình không cần phải lấy tiền của mình, không có cần phải trả tiền của ngân hàng. Người ta đã đặt cọc cho mình số tiền đủ để mình bắt đầu mình dùng nó mình build rồi. Và còn một cái nữa mình nói với các bạn á, khi mà các bạn xây như vậy á, các bạn mượn tiền của ngân hàng á, bạn không phải mượn nguyên cục. Có nghĩa là bạn đóng, nếu mà bạn không có tiền các bạn có thể vay cái tiền ngân hàng, nhưng mà bạn không có đóng, không có mượn. Ví dụ như hồi nãy mình nói là 250 một căn á, là 2 căn 500 á, bạn không thể nào nói ok hôm nay là bắt đầu xây đi, thì bạn nói ok bây giờ ngân hàng cho mượn 250. Không, bạn không cần phải làm như vậy. Bạn chỉ mượn từng khúc một thôi các bạn. Bạn xin ngân hàng để cho bạn mượn đủ cái số tiền đó, nhưng mà bạn không có mượn hết một lần các bạn. Mượn từng khúc để cho bạn giảm tiền lãi nó xuống. Bạn đừng có nên mượn luôn một lần rồi bỏ tiền trong ngân hàng các bạn. Đó là cái quy trình và cái cách mà những cái người builder ở bên này builder và những cái người mà đầu tư ở bên Úc người ta làm để người ta kiếm tiền. Cái cách này cũng khá là phổ biến. Các bạn có thể tham khảo để các bạn có thể đầu tư và các bạn
bạn có thể hợp tác, hoặc các bạn có thể làm một mình, và bạn có thể hợp tác với những người builder để các bạn có ra những dự án bất động sản mà kiếm được tiền. Thôi Quang Lê có bổ sung gì không Quang Lê ơi? Dạ rồi, cái vấn đề mà nãy anh Tâm nói về mượn từng đưa từng đợt á, thì Việt Nam mình đã từng từ là giải ngân á, thì anh chị sẽ vay ngân hàng ví dụ là 1 tỷ mà giải ngân là từng đợt, đợt 1-200 triệu, đợt sau thêm 200 triệu, đó Việt Nam mình sẽ từng từ ra là giải ngân, là đưa số tiền đó ra để mình làm việc, để cho cái tiền lãi là tính từ lúc mà họ đưa ra thôi, chứ không phải là bạn đang cần 1 tỷ bạn vay luôn 1 tỷ mà bạn chưa giải hết, bạn lấy trước thì bạn trả lại nó uổng. Rồi thì cái vấn đề này á, thì ở bên nước ngoài, đặc biệt là Mỹ, Úc, Canada và đặc biệt là những thành phố lớn, người ta làm rất là nhiều. Người ta lấy được một cái mảnh đất đó và người ta xây những cái căn nhà townhouse nó giống nhau, gọi là nhà phố liền kề. Đó, thì ở Việt Nam này cũng có vấn đề đó, nhưng mà chỉ những chỗ nào mà đất nó hạn hẹp và nó ngay trung tâm thì mới làm được những điều đó. Thì những đặt mình đặt hai khía cạnh những người builder, những người invest như anh Tâm đang làm là rất là có lợi nhuận, tại vì một mảnh đất đó mà xây chỉ có 1-2 căn, có sân vườn này nọ bán thì nó sẽ không được bao nhiêu tiền. Tại vì ở những thành phố lớn á, là người ta đôi khi người ta cần chỗ ở, người ta không cần cái sân vườn, người ta sẽ ra công viên, thì phải tùy cái vị trí đó. Có những mình lấy ví dụ như là ở ngay bên Mỹ đi, mình lấy những như là bên California, bên San Francisco, cái nhà rất nhỏ mà rất mát, nhưng mà một cái chỗ khác như là thành phố Houston, Dallas ở tiểu bang Texas thì nó 200 mấy ngàn là đất rất là rộng và sân vườn, mà đôi khi bạn làm cái kiểu này á lại không ai mua, nó phải tùy vào cái thị trường đó. Thì cái dự án của anh Tâm đang làm rất là hợp lý, rất là kiếm được nhiều tiền ở những cái thành phố lớn, đặc biệt là cụ thể ở đây là thành phố Melbourne. Rồi bây giờ ở Việt Nam, cá nhân mình và những người đầu tư chung với mình ở Việt Nam cũng làm vấn đề này. Nó sẽ có hai cái để làm. Một á, là mình mua những mảnh đất bự và mình phân lô ra mình bán. Hai là mình mua những mảnh đất đó và mình xây nhà lên mình bán. Thì nó mình phải tham khảo thị trường. Tại vì đôi khi mà bạn lại đó, bạn mua mảnh đất bự, bạn xây là bạn bán, mà bạn xây không đúng ý của những người mua lại kén người mua nữa. Đó, nên bạn phải xem xét được rằng mình có nên xây để mình bán không. Tại vì khi mà bạn xây bạn bán là bạn lời lên phần xây nữa. Nhưng mà bạn phải đặt vấn đề là bạn xây ra như vậy rồi, cái thiết kế của bạn, cái màu sắc của bạn, cái bố trí, bố cục của căn phòng bạn phải thích hợp người mua, bạn phải đánh vô cái thị trường nào. Chứ không là bạn đôi khi bạn xây lên rồi mà không ai mua thì nó còn mệt nữa. Đó, nên thành ra có hai cái thức để làm ở Việt Nam này. Đa phần á, những cái đất xã mình mua xong mình phân lô ra mình bán là mình phân lô mình bán thôi, mình không có xây. Còn trước đây mình cũng có làm dự án là xây sẵn và bán. Đó, cái nào nó cũng được hết, vấn đề là cái thị trường mà bạn đang làm và cái khách hàng bạn đang nhắm tới là ai thì bạn phải xác định rõ, chứ không là bạn làm bị lọt cái là cái vốn của bạn nó sẽ bị ngâm. Để rồi, cảm ơn anh Tâm đã chia sẻ vấn đề ngày hôm nay khá là hay. Thì anh chị nào có được tiền, có được vốn nên ngắm đến những cái đất rộng đó, biết đâu được đôi khi cái thành phố của anh chị ngắm tới 5 năm nữa, 10 năm nữa nó phát triển như những thành phố lớn, là mình lại xây, mình chia ra 5-6 căn townhouse mình lại bán như anh Tâm đang làm. Rồi, cảm ơn Quang Lê. Trước khi kết thúc, mình muốn chia sẻ thêm một cái này nữa. Mình có biết một cái dự án, kho này kho của mình mà mình biết thôi. Thì người ta mua cái căn nhà đó là 1.8 tỷ, 1.9 tỷ đó các bạn. Ê, 1.8 triệu, 1.9 triệu. Rồi, người ta mua xong, không cho ai vô thuê hết. Đập ngay lập tức luôn, mua vừa xong là đập liền. Đập liền xong khoảng, để cho người ta đập trong vòng 2 tuần. Đập xong rồi dọn dẹp hết sạch sẽ. Xong rồi. Trong khi mà người ta đọc á, người ta đi xin giấy phép của, đi nhờ kiến trúc sư thiết kế rồi council xin giấy phép khoảng đâu hết 1-2 năm, thì cái bất động sản đó các bạn, người ta không xây luôn, người ta để nguyên cái giấy phép đó cộng với lại cái giấy phép đã được xây dựng cộng thêm cái thiết kế của cái người kiến trúc sư, rồi người ta bán cái dự án đó cho người khác các bạn. Là nghĩa là họ mua cái đó khoảng 1.8 triệu, họ kỹ sư thiết kế đâu khoảng khoảng mấy chục ngàn nữa, cộng thêm giấy phép của cao sổ cũng mấy ngàn nữa, người ta bán cái đó được gần 3 triệu các bạn. Không làm gì hết đó các bạn, ngồi đó chỉ suy nghĩ bằng cái đầu thôi, rồi sau đó để cho thời gian của nó lên bán được 3 triệu. Các bạn thấy không? Nếu mà bất động sản đó, nó rất là nhiều cái để các bạn có thể kiếm được tiền, không chỉ là quan trọng là cái đầu mình có nghĩ ra được tới cái đó để mình làm những cái đó, những cái dự án đó thôi các bạn. Thật sự những cái mà người ta đăng lên báo, đăng lên trên cái trang web này nọ các bạn, cái những dự án đó là cái những dự án là những dự án bạn có thể thấy được, nhưng mà ngoài kia vẫn còn có những dự án bạn có thể đi tới, bạn gõ cửa từng nhà, bạn hỏi anh chị có bán nhà của anh chị hay không, tôi sẵn sàng mua. Thì có rất là nhiều cái các bạn, chứ không phải chỉ có một cái là các bạn nghĩ
ok, chỉ có trên giấy tờ là có thôi. Ngoài ra còn có những cái dự án người ta bán dưới giá, ví dụ như giá trung bình ở đây là khoảng 500, thì có những cái dự án người ta bán 480 hay là 450, có khi người ta bán 400. Mà mình có đi tìm những cái dự án đó cho ra hay không, đó là vấn đề của mình, cái kiến thức của mình và cái mối quan hệ của mình thôi các bạn. Hãy đi tìm những viên kim cương để cho bạn có được sự thịnh vượng. Và mình kết thúc ở đây. Xin kính chào và gặp lại quý vị và các bạn ở những video sắp tới của Học viện Bất Động Sản. Rồi, xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video clip sắp tới. Xin chào an tâm. Rồi, cảm ơn Quang Lê.